Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với Sergi chiếc xe màu trắng. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi đâu mọi người biết không? Đây là xa xa mọi người là anh Huy Đen trong Sergi anh em cây khế. Thì chúng ta sẽ thực hiện một cái Sergi với chiếc xe màu trắng. Chiếc xe màu trắng này sẽ đi đâu mọi người biết không? Đố mọi người đoán. Ai trong xe màu màu vậy hả? Đuổi ra xe. Rồi. Rồi. Ai làm xe ồn ào hả? Hôm nay chúng ta sẽ cùng lấy xe và chúng ta đi vườn hái dừa nước. Rồi. Đề nghị ồn ào. Đề nghị điều khiển xe lách qua đây để chúng ta cùng đi vườn. Đi. Điều khiển xe đi. Rồi, cuối cùng cũng đã ra rồi. Đi, điều khiển xe, lách qua. Qua đây. Điều khiển xe này hả? Ừ. Chạy xéo qua đây để cùng đi vườn. Vậy, đây quay. Chúng ta sẽ cùng qua vườn và khám phá dừa nước. Đây là mảnh vườn quay thuộc. Mình sẽ quay cận cảnh dừa nước cho mọi người coi ha. Đi, hai cái miếng vườn ngàn tỷ này của cha với mẹ mình. Đó. Xa xa thì đã thấy ông nội của Steen. Ủa? Đây, ông nội Steen đang chuẩn bị giao úa. Ton. Hả? Lá. Đa số ta lập nhà ton, giờ nhà lá, giờ ta hết xài rồi. À. Nó bỏ. Thì phá. Phỏng vấn thì là biết cây lá là cái gì không? Cây lá. À. Thì cái cây nó có lá là cây lá. Bậy bởi vậy ha. Bởi vì rất là nhiều anh chị không biết cái Quy biết không Quy? Cái bập lá đó. Không biết. Thầy không biết. Cái bập lá hả? Ờ, biết không? Từ, nghe quen lắm. Nghe quen lắm. Bởi vì cái này gọi là đó làm sao nhà em đóng nữa. Ờ. Trời ơi. Vậy mà em tưởng cái dừa nó mọc. Rồi đố thầy cây cây bập lá đâu? Đâu? Bập lá thì nó nằm chị? Dưới sông này nọ. Dưới sông gì ở đây có nè. Coi kiếm đúng không? Nãy giờ nổ sao? Đúng không? Ờ ở đây có nè. Đâu? Mà trong một buổi chiều đến anh vắng nó trôi đi đâu mất tiêu rồi. Đó, cây bập lá đâu? Chỉ cây. Dạ bên kia. Đâu? Đâu? Cây đó nghĩ sao cây lá trời. Cái đó người ta cái bằng ông nội ơi. Gì vậy cha ơi gì vậy? Cha hái cho thầy cái bằng nha. Ta thấy thầy thầy thấy đó đâu? Đó cái bằng á. Đây là cái bằng. Cái này cái bằng. Chị Tên ơi. Cái này Tên. Rồi, chị Tên hãy cùng theo chân. À. Dữ. Ô. Tên ơi, ra Tên. À. Thấy tay nghề của ông nội ghê chưa? U. Chặt cái ra là hồi diễn diễn ông cúng mặt anh nha. Chặt cái tế bằng. Chặt cái tế bằng cho thầy đi cha. Đó tế bằng nãy nói cái bằng. Đó. Này mà chứ đâu phải bọc cây bọc lá gì đâu. Anh Steen đã đi chơi về. Anh Steen thấy nôn nao trong người. Đó. Dừa nước. Anh em cái khế đi hái dừa nước. Giữ cháu đi thôi. Đố thị này là gì? Cái gì nữa? Sao thị? Cũng không ngu đến mức đó nè. Nãy cây bập lá đó cũng không biết. Cây bập lá thì một cây thầy má. Không. Ờ, nhà thì một cái đây nè. À. Lá là cái gì? Ờ. Thầy chứ không biết. Đi vô vô. Đi theo. Tin. Đi xong cho hết. Thì đi dạ nè, cái phim. À. Đây mọi người thấy lá không? Đây là lá nè. À, cây dưới là cây bập lá, đây là cây. Cây lá chặt ra. Ôi, ghê vậy. Ghê vậy. Rồi. Ông con trai. Thằng ông trai.
À, để đó em đi đâu vậy? Ờ, để đi, 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 đi. Đi. Hả? Lấy xe ra. Để đồ xuống lấy xe ra. À, chúng ta sẽ chở, không thể nào mà chúng ta chở bằng lép xếp bằng tay giống như thế này được. Mà chúng ta phải dùng chiến thuật là phải xe, một xe. Đó, chúng ta ra. Ghê chưa? Đây là cái clip hậu trường nha mọi người. Hậu trường để chuẩn bị lên một tác phẩm. À, xong mình sẽ up cái clip kia trước xong rồi. Xong rồi mình sẽ up cái clip hậu trường này sau. Up clip chính trước. À, tác phẩm nào thì cũng phải cần chuẩn bị những cái nguyên liệu trước. Chúng ta sẽ vô. Đâu? Đâu? Đi đâu? Đi đâu tóc? Thì cầm cái đó nó quật tới. Trời ơi, cái bắp. Rồi. À. Rồi. Khoan khoan, từ từ. Thấy không ta? Sao vậy? Từ 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 đi lấy góc khác. Gì vô luôn hả? Vô luôn phải làm khác từ từ. Cúp cái hả? Rồi bị chặt vô nước. Chặt vô nước mà lấy con dao nè. Nghĩ sao? Bó tay luôn. Hát hay bất xàm nha thầy. Bậy rồi. Rồi. Thì chúng ta sẽ cùng hưởng thức hành quả nè. Nỗ lực để đồ sau khi mà ăn bánh canh xong thì chúng ta sẽ ra. Rồi. Rồi. Sau đây sẽ coi lách. Lách su hì. Đây mỏng cái nè. Cái nè. Cái nắng một xíu mới biết chuyện đời nè. Để dao vô nè. Rồi biết rồi, biết rồi. Giống như đây nó khoảng. Chở qua đây, chở qua đây nè Quý. Đi đâu nè. Rồi. Lật quánh. Lật quánh. Cười. Dùng lực mạnh. Lực mạnh là màu hả? Lực mạnh. Lực mạnh. Rồi trời ơi. Là màu. Là màu hả? Ơi hua. Minh quả thôi. Hua. Cho những người mà chặt cái được là nó sẽ dễ đúng không? Giờ làm thiệt nè. Dằn cái nó cười đã luôn. Đó. Rồi. Chỉ nó cách nào hất thì nó gì cũng không biết á. Ngay cả tay ổi mà còn kêu là tay bằng mà. Tay bằng là tao bằng mà xong. Đó không? Nó không biết nào luôn không? À. Chặt đi nhóc, chặt thêm chạy đá lên đi. Rồi chặt thì. Đó là mẫu rồi. Thôi mà vỗ văng nó chém gió mà không làm được gì đâu. Nó bước sạch luôn rồi. À. Đúng thầy. Vô. Tên thầy nè. Là bi nè. Coi nè. Hôm nay nè, tại đây nè. Thì sẽ dắt xác mang về. Trời ơi. Trời ơi, thua luôn. Trời ơi. Trời nó tới khuya luôn. Trời ơi. Không biết chừng nào mới có ăn. Trời ơi. Ta điệu nghệ ta chặt là ta lấy cái tay ta dịnh vô ta chặt xuống. Rồi tách xì tên nè. Rồi ăn mà nó còn hỏi. Thôi gửi sao nữa rồi thua luôn. Thua luôn. À coi nè. Ba nhát. Ăn nè, Minh Quang ăn nè. Tay nè để vô. Ăn Minh Quang nữa. Không làm vậy đâu. Năm phát. Không đi đâu. Sao đây mày ăn nè. Em ăn không?
Điều nghệ nè. Không, ta không. Ngon lành. Ngửi không không? Đẩy cái màu rồi không? Con quỳ bỏ nè, thấy không? Chuyên nghiệp không? Có nhân thầy không? Con quỳ nó móc hiền cũ luôn. Thầy nãy giờ nè. Nó ăn nãy giờ, ăn nãy giờ mà nó còn biết trẻ nữa. Rồi thôi vô chào đi. Ồ, ăn con đái mà đổ một hồi ghê kìa. Trời ơi. Vậy luôn. Rồi giờ vô. À tin chào ơi. Tin chào hay lắm nha. Chào. Bye. Chào. Bye. Bye. Chào. Chào. Đó, tin hay không ơi. Được tin vô. Rồi chào đi anh em cái khế, chào đi, lại đi. Kết thúc nè. Anh em cái khế tin đó tin. Chào. Thầy đâu? Ơi ờ, cái gì vậy? Chào, hẹn gặp lại xin sao nha, tháng sau nha. Mỗi tháng một lần anh em tại tụ họp. Chào. Rồi bye. Nhớ đăng ký kênh nha.